Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh khoe ảnh tình tứ khi du lịch Nhật Bản. Hình ảnh Hồ Quang Hiếu và Bảo Anh bên nhau tại Nhật Bản vừa được chia sẻ trên mạng xã hội. Cách đây ít giờ, nam ca sĩ Hồ Quang Hiếu chia sẻ hình ảnh ngọt ngào bên Bảo Anh trong chuyến du lịch Nhật Bản. Anh hóm hỉnh tiết lộ đã thuê trọn bộ đồ truyền thống xứ Phù Tang với giá 400.000 đồng. Bên cạnh anh, Bảo Anh diện trang phục kimono búi tóc kiểu Nhật. Cô cho hay tốn gần 3 triệu đồng để thuê trang phục và làm tóc. Khoảnh khắc Hồ Quang Hiếu tay trong tay với Bảo Anh, rất nhiều cư dân mạng gửi lời chúc phúc đến cặp sao. Họ tranh thủ đi du lịch từ hồi đầu tháng 4. Trải nghiệm về chuyến đi, Bảo Anh tự rút kinh nghiệm về khó khăn do bất đồng ngôn ngữ. Đi Nhật nếu có người thân dắt đi chơi là tốt nhất, nếu không thì một hướng dẫn viên người Việt biết tiếng Nhật là điều cần thiết vì đa số người dân nơi quốc đảo này không nói tiếng Anh. Trong buổi phỏng vấn hồi tháng 3, Hồ Quang Hiếu thừa nhận đã nghĩ đến chuyện kết hôn. Tuy nhiên ý định này phải tạm gác lại do Bảo Anh vẫn muốn tập trung vào sự nghiệp. Hai người cùng ngắm hoa anh đào, đây là lần hiếm hoi Hồ Quang Hiếu chia sẻ ảnh tình cảm bên người yêu kể từ khi công khai chuyện hẹn hò. Vì thế, bộ ảnh lập tức thu hút sự quan tâm của người hâm mộ với gần 7.000 lượt thích chỉ sau một tiếng. Hôm ngày 9 tháng 4, hình ảnh Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu ở tàu điện ngầm Nhật Bản được chia sẻ trên mạng xã hội. Theo thông tin, cặp nghệ sĩ nổi tiếng vừa tranh thủ du lịch nước ngoài sau những ngày làm việc căng thẳng. Hình ảnh này được đăng tải đúng vào thời điểm nhiều người lo lắng, giọng ca Con Bướm Xuân và bạn gái trục trặc tình cảm sau MV nóng bỏng của cô. MV mới ra mắt mang tên In The Night của Bảo Anh bị đánh giá khá táo bạo với nhiều cảnh nóng cùng người mẫu nam Hữu Vi. Bảo Anh tiết lộ cô còn chưa để người yêu xem, tuy nhiên cô tin là bạn trai hiểu và thông cảm. Hồ Quang Hiếu âu yếm người yêu trong chuyến du lịch. Bảo Anh và Hồ Quang Hiếu vướng nghi vấn tình cảm từ tháng 1 năm 2015. Thời gian đầu, hai người phủ nhận chuyện yêu đương. Họ khẳng định dành cho nhau tình đồng nghiệp. Tháng 10 năm 2016, hai người mới xác nhận tình cảm. Nữ ca sĩ bây giờ em hiểu tâm sự tình cảm giữa họ phát triển dần sau những lần đi diễn chung ở nước ngoài. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!